nên cứ nhìn thấy mà cái người vòi nước và tưới cây thoải mái, sạch sạch rửa sàn nhà, sạch sạch rửa xe thoải mái, ta biết những người này tiếp sau sẽ được sinh hoạt con sao mà bây giờ ta ngồi đây vậy á, nhưng mà trong đây cũng sẽ có một số người tiếp sau sinh hoạt trong sao mà tội đó. Nãy giờ tiếng làm không, tôi làm gì thầy, tôi có làm gì trơn, có gì cho nó ra sa mạc thì cho nó ra luôn, tôi có gì trơn, nãy giờ tôi không có làm gì trơn, xài nước không biết muốn ra sa mạc mà tao xài ai làm chứng, tao có xài đó, có tiền uống cà phê luôn á cha. Mấy thợ tu giờ giảng ghê quá, làm cái gì cũng tội hết á. Trái đất ta cũng đang bị như vậy, chứ nhiều người thích xài đồ gỗ, ta đang thúc đẩy sự tận thế. Mà tận thế thì nếu mà thế giới chết hết thì cả linh hồn ta vật vờ, ta không biết đi đâu nha, sẽ hoảng loạn. Nhưng mà thầy hiển thiện thì sẽ lên cõi trời, vì thầy cất chùa bằng bê tông, không có cất bằng gỗ. Nên ta hạn chế xài đồ gỗ. Rồi ví dụ thế này nữa, bây giờ trên thế giới rất là thiếu nước, lâu lâu mưa như vậy chứ đang báo động về tình trạng thiếu nước. Có những cái vùng mà người ta phải đi cả 4-5 tiếng đồng hồ đến một nơi chờ nhau vét từng cái giọt nước ở dưới một cái hố đem về cho cái làng xài. Có nơi thiếu như vậy, và có nơi mà thấy nước có vẻ thoải mái ta cứ xài thoải mái. Bây giờ ta thử nè, ta thử làm một con toán là tính. Bây giờ quý Phật tử cần rửa cái mặt mình cho mát cần bao nhiêu nước? Tính chính xác không thầy? Rửa cái mặt mình cho sạch cho mát cần bao nhiêu nước? Chính xác đi, nói chính xác. Có người 3 lít, người 2 lít, người 1 lít. Ai trả giá càng thấp thì càng được điểm cao. Bao nhiêu? 1 lít, 2 lít. Có ai trả thấp nữa không? Nửa lít, rồi có người nửa lít. Có ai trả thấp được nữa không? Hồi xưa có một lần thì đi vào rừng, lúc đó thầy cũng đi vào rừng làm trong rừng á, thì trong khu vực đó không có nước. Thì trong đó có cái ông cũng là thợ rừng. Ông mới nói thế này: tôi sẽ chỉ cho mấy anh em cách tắm, một lần tắm đúng 2 lon ghi gô nước. Một lon ghi gô được 1 lít không ta? 2 lít nước mà tắm được. Và hôm nay ông biểu diễn cho coi liền. Ông cởi trần trùng trục ra, bắt đầu ông làm động tác ha, tưới như thế nào, xoa khắp nước, rồi xoa xà bông, rồi dội lên thế nào mà đúng 2 lon ghi gô sạch luôn, không còn gì nữa hết. Ông nói người siêu đẳng. Thì như vậy ta rửa mặt cần bao nhiêu? Thực ra ta rửa mặt chỉ cần một vốc nước nhỏ, nó đủ thấm ướt ta. Nhưng mà nếu ta mở cái vòi nước nó chảy phải không, cái ta hứng nước ta rửa, trong khi ta đang rửa mặt là nước vẫn đang chảy, rồi ta lại hứng tiếp ta rửa tiếp, nó dư rồi vẫn chưa thấy mát rửa thêm nữa và vòi nước vẫn đang chảy. Khi ta rửa xong cái mặt là mấy lít? Có khi cũng được 4 lít. 4 lít là tắm được 2 người á. Ta nhiều cái ta phí lắm, ta nhiều cái ta phí. Ví dụ như là có cái người họ mở máy lạnh trong phòng, mở máy lạnh làm cho cái phòng nó lạnh lên, nhưng mà họ mở cái quạt gió để rút cái hơi lạnh ra ngoài, cái phòng còn lạnh nữa không? Hết, còn thấy nực quá còn mở thêm mấy quạt. Nhưng họ mở 3 cái: một cái máy lạnh, hai là cái quạt hút gió ra ngoài phòng, và ba là cái quạt gió xoay. Vì là điện sao? Quá phí phạm năng lượng, làm cho cái ngành điện đầu tư không nổi, mà những cái đó làm thêm cái gánh nặng của quốc gia. Cái người đó cũng giống như người phí nước, người phí nước. Nhiều khi thầy như thầy đến cái chỗ nhà nghỉ ở thấy có cái bồn tắm, không bao giờ dám xả nước tắm trong bồn. Tại vì nhớ cái ông tắm 2 lít á, cho nên mình sang hơn, tắm chừng 5 lít là thôi được rồi, không có dám. Nhưng mà nghĩ đến là thế giới thiếu nước, mà nước cũng do điện mà mới có, điện mới bơm nước được, điện mới lọc được. Nên ta sống mà ta cứ phí phạm năng lượng, ý mình có tiền, nói tôi có tiền, tôi xài, tôi trả tiền. Nhưng đâu có biết rằng có tiền trả là một chuyện, mà mình phí phạm tài nguyên của trái đất này lại là một cái tội khác. Mà ta cứ tích lũy qua nhiều ngày, ta tích lũy qua nhiều ngày, đến lúc cái quả báo xảy ra, ta sẽ được sinh vào một nơi nào đó không điện, không nước, không có tài nguyên, ta sống hoang sơ trong cái tối tăm lạnh lẽo, dơ bẩn, ngay sống như trong sa mạc, ví dụ vậy. Đời này ta phí nước, nói ủa sao đời trước tôi là người sinh ở thành phố, tôi là người giàu sang làm điều tốt, tại sao kiếp này tôi sinh vào trong sa mạc thiếu nước? Chỉ bởi vì một lần tắm mình tắm 200 lít nước, mình xả đầy cái bồn nước, phải không? Mình vô mình ngục lặn xong rồi mình xả xà bông vô, mình xả hết nước xà bông, mình bơm cái bồn nước khác mình rửa cho sạch lại. Một lần mình tắm về 300 lít nước, kiếp sau mình sẽ được sinh vào trong sa mạc, đi mót từng giọt nước không có. Phải cẩn thận như vậy. Nên cứ nhìn thấy mà cái người cứ xịt vòi nước mà tưới cây cho thoải mái, hoặc xịt rồi rửa sàn nhà, xịt rửa xe cho thoải mái, ta biết những người này kiếp sau sẽ được sinh vào trong sa mạc hết. Bây giờ ta ngồi đây vậy á, nhưng mà trong đây cũng sẽ có một số người kiếp sau sinh vào trong sa mạc. Mà không biết ai, người nào về coi lại,
Nếu mà vòi nước mình cứ mở mà để chảy hoài, kiếp sau mình sinh vào trong sa mạc. Đó là những cái tội lỗi tiềm ẩn đó. Ta không biết, ta cứ nghĩ là tôi đâu có hại ai đâu. Nhưng không, mình hại cả trái đất bởi sự phí phạm của mình. Đó cũng là cái tội lỗi tiềm ẩn. Rồi nó có cái này nữa. Ví dụ như khi ta có tiền thì ta thích cái gì? Ta thích làm gì? Thì khi ta có tiền thì ta thích làm gì? Mua sắm phải không? Đúng, giỏi. Coi cái đồ nào sang thì xài, cái đồ cũ bỏ bớt. Ta thích mua sắm. Người giàu có tiền chút thì thế nào thích đi mua sắm. Cho nên cái bệnh mua sắm là cái bệnh của loài người kỳ lạ vậy nha. Mà nhất là phụ nữ. Tại sao? Người ta mới hỏi, tìm hiểu nguyên nhân tại sao con người có tiền thích đi mua sắm. Nó vì thế này. Vì ta đi bước vào một cái cửa hiệu sang trọng, bao nhiêu người cúi đầu chào ta, ta chỉ vào món hàng đắt tiền, họ lấy, họ ân cần, họ cảm ơn, họ mừng rỡ, ta móc tiền ra ta trả họ, cái cảm giác ta khoái chí vô cùng, khoái chí vô cùng. Có không? Có không? Ta cảm thấy ta hãnh diện vì ta là người dám tiêu tiền, là ta thấy ta trước mặt một người ta vinh dự lắm. Nhưng mà ta mua cho nhiều để không hết. Có không? Cái đó nó có cái phúc là thế này. Nhờ ta mua hàng cho nên người ta bán được hàng, người ta sống được. Rồi cái nơi nó sản xuất người ta bán được hàng, người ta sống được, công nhân có công ăn việc làm. Nên cái mua hàng nó là có cái phúc, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà ta mua nhiều quá, ta mua nhiều quá. Nên cái người, những người bán hàng và những người sản xuất, họ phải sản xuất rất nhiều để cung cấp cho ta trên khắp thế giới như vậy. Mà muốn sản xuất thì phải lấy đâu ra mà sản xuất? Lấy đâu ra sản xuất? Lấy trong rừng, trong đất, phải không? Lấy trong dầu mỏ, khai thác tài nguyên của trái đất cạn kiệt hết để mà tạo ra nhiều đồ đem bán. Bán xong ta xài hết, ta quăng vào trong đống rác, cái đó làm dơ bẩn môi trường trở lại. Nên cái việc mà tiêu thụ hàng hóa nhiều làm cho tài nguyên trái đất cạn kiệt và làm cho trái đất bẩn thêm. Ta đã góp phần làm cho tài nguyên trái đất cạn kiệt, góp phần làm dơ môi trường sống của trái đất. Cái đó là tội lỗi tiềm ẩn. Mấy cái đó ta tưởng không có tội, nó tôi có tiền tôi mua sắm đâu có tội lỗi gì, nhưng ta không biết đó là tội lỗi tiềm ẩn. Tội lỗi tiềm ẩn. Nhưng ta thấy cái triết lý của ông cha ta vẫn là tuyệt vời. Sống tiết kiệm, xài dè chừng là đúng nhất. Như trong chuyện về đạo đức của Bác Hồ vậy. Có chuyện là có một người lính ăn cơm chung Bác Hồ. Ông ăn cơm và vội, đi đâu không biết. Ông để bát cơm xuống, ông gác đôi đũa lên, tức là ông bảo ông hết ăn. Nhưng nhìn trong đó còn mấy hạt cơm. Bác Hồ bảo chú ăn cho hết. Ở ngoài dân còn rất khổ, rất thiếu thốn. Dân khổ thiếu thốn như làm sao mà thiếu 2-3 hạt gạo. Nhưng mà bác bắt phải ăn cho hết hạt gạo. Vì quý cái công của người nông dân mà tập cho ta không có cái phí phạm tài nguyên của trái đất. Nên vì vậy mà vừa rồi đảng phát động cái học tập đạo đức Hồ Chí Minh là vì những cái điều rất nhỏ như vậy, nhưng mà nó ẩn chứa những điều rất lớn. Những vài hạt cơm rất nhỏ nhưng là chứa đựng một cái đạo đức rất là lớn mà ta phải học. Mà ta cũng tránh cho ta vậy. Ngày hôm nay cũng nhiều người biết điều đó. Hạt cơm rơi thì sao? Cũng nhặt lên ăn, có không? Đây có không? Nhưng mà nước ta xài phung phí ta không biết, điện ta xài phí ta không biết, ta mua đồ ta thoải mái rồi ta vứt rác thoải mái ta không biết. Những cái đó nó còn nặng hơn là vứt bỏ mấy hộp cơm. Mà cơm đều là những cái tội lỗi tiềm ẩn.